Thưa quý vị, theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính, ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm tới hết tháng 3/2022 là hơn 61.500 tỷ đồng, đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do một số bộ, cơ quan và địa phương đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, quyết định đầu tư cho các dự án vừa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tính đến hết quý 1/2022, 4 cơ quan trung ương và 5 địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch và có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm trên 25%. Tuy nhiên đến nay còn 13/51 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 với số vốn bằng khoảng 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo bất động sản.com.vn, quý 2/2022, xu hướng tăng trưởng sẽ diễn ra ở hầu hết các phân khúc, trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại. Sự phục hồi của phân khúc bất động sản nhà ở được thúc đẩy từ cả hai yếu tố cung và cầu, cộng hưởng với mặt bằng lãi suất thấp, pháp lý được nới lỏng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của chính phủ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp với túi tiền của người có thu nhập thấp và trung bình. Để phục vụ việc tổ chức SEA Games 31, Tổng cục Đường bộ dự kiến lùi thời điểm áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến tháng 6. Việc lùi thời điểm thu phí tự động cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhằm bảo đảm nhu cầu giao thông và trật tự giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 5. Bên cạnh đó, việc lùi thời điểm áp dụng đến tháng 6 cũng phù hợp với báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ chính thức thí điểm chỉ thu phí ETC trong tháng 6. Bộ Giao thông Vận tải cũng đặt mục tiêu đến tháng 6 có tối thiểu 90% ô tô đang lưu hành trên cả nước được dán thẻ ETC. Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã kêu cứu về thực trạng trạm xử lý rác thải nhưng lại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dù bà con đã nhiều lần kiến nghị, song tình trạng trên vẫn không cải thiện, ô nhiễm bủa vây và đời sống hàng ngày bị đảo lộn. Nhìn những hình ảnh hoang tàn như thế này, thật khó có thể nghĩ trạm xử lý rác thải sinh hoạt cũ kỹ lạc hậu này được đầu tư với giá hơn 10 tỷ đồng. Tỉnh có về thanh tra kiểm tra không? Kiểm tra hết. Xong rồi. Vấn đề chỉ có cái chỉ vô sau là các ông cũng không có vấn đề chi. Đốt bình thường thôi, không vấn đề chi. Ra hố hết, quậy trá có cái chi. Không có chi để mà nói thôi. Bãi rác cách khu dân cư vài trăm mét, rác thải sau khi đốt sẽ chôn lấp trực tiếp xuống các hố đào sẵn, không trải bạt chống thấm và rác đốt xong cũng chẳng khác rác mới được thu gom về làm mấy. Cưa nay là giếng này rồi mao này là sạch sẽ. Như trừ có rác thải đó là coi như là ô nhiễm, quá ô nhiễm. Cả làng là không ăn được nước giếng. Bây giờ nó màu đen. Đấy, chúng tôi phải ra ngoài cái đường cái kia để lai nước ăn. Ông chủ tịch huyện Thạch Thành đây, giờ ông nói là ông sẽ đưa nguồn nước từ năm giếng về đến đầu bờ đê thôi cho bà con đến đó để lấy ông làm. Ông chỉ nói mồm mà ông không làm được. Mục tiêu của dự án là giải bài toán môi trường cho người dân, song nghịch lý đã diễn ra suốt nhiều năm khi trạm xử lý rác thải lại chính là thủ phạm gây ô nhiễm. Hàng ngày rác vẫn dồn về và không biết đến bao giờ hai hệ thống tầm cỡ như thế này mới đốt được hết.